Chào chú Phan, chào tất cả mọi người nhé, chào Hải Anh, chào Hoàng Anh. Vâng, Dương Vy hôm nay sẽ làm cái diễn đàn ngắn thôi để vạch trần cái âm mưu của Đông Tà với một số kẻ ủng hộ cái chính phủ quốc gia lâm thời Đệ Tam Cộng Hòa của Đào Minh Quân đó. Cái chính phủ bịp bợm của Đào Minh Quân đó. Đó là mục đích thứ nhất. Mục đích thứ hai sẽ nói đến một số kẻ như Tuấn Thanh, Trần Chi Hồng, Nguyên Soái Vịt đấy, cùng với bọn Tân Thái, Benny Trương bây giờ đang ở Washington City để làm cái gì. Đấy, đó là những cái vấn đề mà Dương Vy sẽ nhắc đến. Đối với tên Đông Tà ấy, tất cả những anh em mà đấu tranh ở trên cộng đồng mạng này không lạ gì với tên Đông Tà. Tên này đầu tiên mới live stream nói năng rất là bậy bạ, chửi bới đảng, thậm chí xuyên tạc cả lãnh tụ, các lãnh đạo đảng nhà nước hắn đều chửi bới rất là mất dạy đối với tên Đông Tà. Sau một cái thời gian ấy, hắn được A Quy, tức là Nguyễn Anh Quân ấy, lôi kéo và bây giờ ngả theo cái con đường đấu tranh của A Quy, mà A Quy là người của Đào Minh Quân. Đó. Trong cái diễn đàn của Đông Tà ấy, bây giờ rất là nhiều người ủng hộ cái chính phủ lâm thời của Đào Minh Quân, ở hải ngoại cũng có mà ở trong nước cũng có rất là đông. Đấy. Những người ấy, không ủng hộ cái diễn đàn của Đông Tà mà không ủng hộ cho cái chính phủ quốc gia lâm thời Đệ Tam bịp bợm của Đào Minh Quân đó, thì hắn sẽ lốc ngay hoặc là chặn. Đấy. Cho dù anh chị em nào có xin lên cái diễn đàn của Đông Tà nói trái ý, hắn cho xuống và chửi, nói năng nghe rất là khó chịu. Trong cái diễn đàn của Đông Tà hôm nay á, thì có Nguyễn Anh Quân đứng ở đằng sau Đông Tà, có nghĩa là nhắn tin các thứ, người này cho lên, người này không nên cho lên. Đấy. Đối với A Quy thì Dương Vy nói rất là nhiều mà mọi người á cũng biết về tên A Quy này là một kẻ xuyên tạc và chuyên nhặt nhạnh những thông tin lừa bịp người dân. Riêng cái việc mà A Quy với Tiger Nguyễn bây giờ kết hợp với nhau thêm tên Hùng Lân nữa, với một con là Nguyễn Thị Kim đấy, thì bọn chúng như kiểu cặp trùng bài mèo mả gà đồng, liên tục mở những cái live stream để kêu gọi người dân ủng hộ cho cái chính phủ bịp bợm của Đào Minh Quân. Vào năm 2020, chính phủ Đào Minh Quân sẽ về Việt Nam tiếp quản, thành lập một chính phủ quốc gia lâm thời. Đấy. Thông qua tổng tuyển cử trưng cầu dân ý. Mà Dương Vy nói cho mọi người nghe luôn là riêng cái tên Đào Minh Quân không đủ tư cách để nói đến từ trưng cầu dân ý và thành lập ra một cái chính phủ, bởi vì hắn đã từng lừa đảo bịp bợm rất là nhiều người. Sau vụ Vương Văn Thả, Vương Văn Thả đã nghe tin lời của Đào Minh Quân nói là riêng Đào Minh Quân có 12 sư đoàn đấy, mà ba cha con cũng từ đó bị vào tù nhé, cha 13 năm tù, con lần lượt 11, 12 năm tù, con dâu với cháu của Vương Văn Thả phải lưu vong ở bên Thái Lan. Ai đưa sang bên Thái Lan qua đường tiểu ngạch? Đó là con Emily. Con mà mèo mả gà đồng với đám cha Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Duy Tân, mà mọi người không lạ gì tên Thục Duy Tân. Còn Trịnh Trịnh Tì Hồng Thuận, tức là Trịnh Hồng Thuận á,
cũng có thành phần tham gia vào cái vụ đó là những thành phần Việt Tân cốt cán, mà quay lại chỉ trích cái chính phủ Đào Minh Quân là lừa đảo để cho cha con Vương Văn Thả phải vào tù, mà sau khi vào tù thì mới nhận biết rằng mình đã bị lừa đảo, gia đình tan nát, con cái ly tán. Đấy là việc làm của Đào Minh Quân đối với Vương Văn Thả. Sau đấy còn rất là nhiều người, nhưng mà Dương Vi sẽ kể thêm một cái gương điển hình, đó là một ông thầy giáo ở huyện Đà Bắc, sử năm 2018 vừa qua nhé. Cái ông thầy giáo này á, muốn tham gia được chính phủ lâm thời Việt Nam Cộng Hòa phải trải qua rất là nhiều cái. Thứ nhất là từ bỏ cả cái công việc của mình bằng cái minh chứng và hành động. Cái thứ hai, viết đơn tình nguyện. Đấy. Sau làm những cái live stream, đăng những bài viết công bố công khai chống đối đảng, nhà nước, chính quyền địa phương. Vâng, nông dân Dương Vi xin chào tất cả mọi người. Chào chị Thị Tuyết Nhung Phan. Chào Dung Nam. Và cái ông thầy giáo ở Hòa Bình này này đã bị kết án 7 năm tù cũng vì tin tưởng vào cái sự dối trá bịp bợm của cái chính phủ lâm thời của Đào Minh Quân, nói rằng năm 2018 chính phủ lâm thời Đào Minh Quân sẽ về tiếp quản và thành lập chính phủ thông qua trưng cầu dân ý. Bây giờ có mấy triệu nghìn lá phiếu rồi, mọi người dân đều ủng hộ. Mà người dân ở đây ai ủng hộ? Những người nông dân cộng sản ai ủng hộ? Chỉ có cái đám dân chủ cuội, cái đám xuyên tạc viên, cái đám chí phèo F2 mới ủng hộ. Nhưng trong cái thời gian gần đây ấy, có hai phái đối lập nhau. Thứ nhất là cái chính phủ lâm thời của Đào Minh Quân, chính phủ bị bợm của Đào Minh Quân. Thứ hai là cái hình thức đấu tranh của Phạm Huỳnh Huy Đức, tức là thần sấm sét Phạm Huỳnh Huy Đức. Phạm Huỳnh Huy Đức ngày trước ở dưới trướng Nguyễn Hữu Chánh mà đã từng chỉ trích công khai, nói rằng chính phủ bị bợm Đào Minh Quân chỉ lừa đảo kiếm tiền của bà con ở hải ngoại đó. Lát Dương Vi sẽ nói về Phạm Huỳnh Huy Đức với cái đám Tân Thái sau. Riêng cái việc mà ông Đào Minh Quân á, năm 2018 nói rằng kiện Việt Nam lên tòa án quốc tế và bắt Trung Quốc đền cho Việt Nam 36.000 tỷ. Sau đó Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ Đào Minh Quân về nước để lập chính phủ. Nông dân Dương Vi xin thưa rằng không bao giờ có cái chuyện đó, mà chính Tổng thống Donald Trump năm 2018-2019, mới đây nhất 2019, Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam và cầm cờ đỏ sao vàng trên tay chào bà con trên toàn thế giới thông qua những hình ảnh ở trên TV và báo chí. Đấy là những cái hành động cụ thể giữa hợp tác giữa Đảng Cộng sản với chính phủ Mỹ, chính phủ chính quyền Donald Trump nhá. Riêng cái bịp bợm của Đào Minh Quân, tối hôm qua Dương Vi cũng làm live stream nhắc, đã nhắc đến và bây giờ Dương Vi sẽ nhắc lại. Bịp bợm thứ nhất là lừa đảo bà con để ủng hộ cho hắn, để hắn kiếm tiền của bà con ở hải ngoại. Cái thứ hai, làm cho bà con, người dân ở trong nước hoang mang và nghe theo hắn, từ đó sẽ bị vào tù.
minh chứng rất là nhiều người, mọi người đi tìm hiểu, gõ Google là có ngay. Còn cái thứ ba, cái tiền 36.000 tỷ của Đào Minh Quân rót cho ai? Những người dân nào được hưởng? Chưa có ai. Mà 36.000 tỷ lấy ở đâu ra? Kiện Việt Nam ra tòa án quốc tế ở đâu? Mà đám đông tà các thứ đòi lật lại cái hiệp định Paris năm 1973 cùng với cái tên Sư Thích Thông Lai, Thích Thông Móm gì đó nha, toàn là dối trá bịp bợ. Đấy là ba cái. Cái thứ tư, nói năm 2017 Đào Minh Quân sẽ thành lập chính phủ và tiếp quản về Việt Nam. 27 qua 28, 29 và Dương Vy hôm nay có ở mặt ở trong diễn đàn của Đông Tà hỏi, hôm nay mùng 9 tháng 7 2019 cho một năm nữa, tức mùng 9 tháng 7 2020, nếu mà cái đám xuyên tạc viên, cái đám chính phủ quốc gia lâm thời bịp bợm của Đào Minh Quân á, không tiếp quản được, không đến Việt Nam, không bước chân vào đến Việt Nam được, thì chỉ có là xả chó bịp bợm kiếm ăn lừa đảo. Đó là bốn cái lừa đảo bà con rất là cay đắng. Cái cay đắng nhất bà con phải chịu đó là vào tù oan mà không biết mình vào tù như thế nào. Vâng, 36.000 tỷ USD đấy, không phải 36.000 tỷ Việt Nam đồng đâu. Vâng, chào chị Phương Anh. Đấy là về Đào Minh Quân. Còn nói về tên Tuấn Thanh xuất hiện ở trên diễn đàn Châu La Khải với Trần Chi Hồng, tức Nguyên Soái Vịt ấy, Nguyên Soái Vịt này này. Suốt ngày kêu gọi người dân ủng hộ cho cái đám phản động ở hải ngoại, cả diễn đàn của Tân Thái cho đến diễn đàn Đông Tà. Đấy. Nhưng mà riêng tên Tuấn Thanh, người ở Thanh Sơn Phú Thọ theo đạo Công giáo mà đang lao động ở Đài Loan, cũng có mặt trong cái chương trình gọi là đòi quyền dân chủ cho cái đám xuyên tạc viên, cái đám mà bị kết án, đang bị giam giữ ở nhà tù, đòi điện, đòi quạt, đòi điều hòa. Đấy. Và đòi nhân quyền. Tôi nói cho các anh các chị biết này, đã vào tù các anh không còn là công dân bình thường nữa, mất quyền công dân rồi. Và tên Tuấn Thanh ấy đã từng tiếp xúc với Nguyễn Duy Tân, Nguyễn Đình Thục tại Đài Loan, mà hai tên này sang Đài Loan vận động cái đám Công giáo ở bên Đài Loan này, này chống phá đảng rất là quyết liệt. Ở bên đó nổi lên có một số tên mà Dương Vy sau này sẽ nhắc. Còn hiện tại thì tên Tuấn Thanh này này làm ăn không lo làm ăn, xuyên tạc về tình hình đất nước, mà chính cha mẹ anh chị em đang sống ở Thanh Sơn Phú Thọ được thừa hưởng những cái ưu đãi của nhà nước, từ bảo hiểm y tế cho đến giáo dục, tất cả những cái phúc lợi xã hội đều được hưởng, mà hắn vẫn xuyên tạc. Hắn nói Việt Nam không bằng Đài Loan. Đài Loan chỉ là một cái đảo nhỏ thôi, hơn 2 triệu dân. Mà nó đòi Việt Nam phải lắp camera, làm đủ thứ như ở Đài Loan.
đến đi và đòi Việt Nam giàu như Đài Loan. Nếu Việt Nam ấy, nhỏ như Đài Loan, như quần đảo Trường Sa hoặc là Phú Quốc ấy, còn giàu hơn thế. Còn tên Trần Chí Hồng, Nguyễn Soái Vịt này nữa, xuyên tạc về đảng, về nhà nước, về những người phản biện lại bọn chúng. Thêm cái tên Vi Tiểu Báo, Vi Tiểu Báo hầu như ở trong cái diễn đàn nào cũng có mặt cái tên Vi Tiểu Báo này. Tên này là Trung Úy Ngụy. Mà sau này bị, sau khi giải phóng miền Nam á, bị bắt và cải tạo. Trong quá trình cải tạo không rút kinh nghiệm và bị giữ lại trong vòng 16 năm. Hắn hận thù đảng nhà nước, sau khi vượt biên quay ra bây giờ chống đối đảng nhà nước, chống đối lại nhân dân. Còn riêng Đông Tà với tên Tân Thái, Benny Trương, Rô Sơ Đào, Đông Tà chửi cái đám Benny Trương, Tân Thái, Rô Sơ Đào cũng không ra gì cả, chửi tên Trương Quốc Phạm Huỳnh Huy Đức. Bởi vì Phạm Huỳnh Huy Đức lôi kéo được nhóm Benny Trương, Tân Thái, Rô Sơ Đào, còn Bích Trang đó. Chính vì thế bọn chúng mới đấu đá lẫn nhau. Mà hôm nay tức là hôm nay á, bọn chúng gặp mặt nhau tại Washington City ấy. Để làm gì? Để đưa cái thỉnh nguyện thư mà Phạm Huỳnh Huy Đức tham gia vào Đảng Cộng Hòa của Donald Trump. Phạm Huỳnh Huy Đức đã lôi kéo cái đám này đến Washington. Tên Tân Thái, Benny Trương đã đến đó. Tên Tân Thái từ Las Vegas bay đến Washington, Benny Trương cũng đến đấy. Thêm đó nữa là cái tên Hùng Lân cũng loi nhoi sang đó, Bích Trang và đám cờ vàng ba que ở hải ngoại, cái đám già nua. Vâng, chào chị Cao, Cao Chính, chào Trương Đồng Khởi, chào Hoàng Anh Tuấn, chào tất cả mọi người nhé. Bọn chúng đến đấy để làm gì? Như Phạm Huỳnh Huy Đức nói, đến đấy để tập hợp những cái chữ ký, lá thư, thỉnh nguyện thư để gửi lên Quốc hội Mỹ để phê chuẩn. Có nghĩa là có một chữ ký là tương đương cứu được một người dân đang bị giam giữ, có nghĩa là đang bị tù do cái tội dân chủ quậy ấy, gọi là tù nhân lương tâm á, cứu ra được xong đưa qua Mỹ. Đấy là cái việc mà tên Phạm Huỳnh Huy Đức thần nổ thần sấm sét ấy nó nói và kêu gọi tập hợp mọi người đến đó. Rồi, ok Hoàng Anh Tuấn. Mà đến đó, kể cả cái đám của Đào Minh Quân đã từng gọi là tập hợp những người ủng hộ cả tiền, cả chữ ký để lật lại cái Hiệp định Paris năm 1973. Mà cái hình thức của Phạm Huỳnh Huy Đức này này,
cũng giống như cái đám Đào Minh Quân, cái đám Sư Trọng, cái đám Thích Đông Lai ấy, làm lừa đảo đó. Bọn chúng tập hợp người vào đấy để làm gì? Để kêu gọi bà con ở hải ngoại, tức những con nhang đệ tử của ba que ấy, cái đám chống cộng á, chống cộng cực ngu cực đoan á, để kiếm tiền bỏ túi. Chào Nguyễn Đức, chào Dũng. Hiện tại bọn chúng đang sướng, đang ở cùng với nhau ở đó tự sướng. Mà Dương Vi xin thưa với mọi người rằng chính phủ Mỹ không có quyền can thiệp vào cái nội bộ chính trị trong nước Việt Nam, là điều thứ nhất. Điều thứ hai, Liên Hợp Quốc nó không có quyền lên án và phê phán nhà cầm quyền Việt Nam đối với những cái kẻ phản động phản quốc này, bởi vì giam giữ bọn chúng, cải tạo bọn chúng theo khuôn khổ của pháp luật Việt Nam, không đánh đập, không tra tấn nha, chỉ giam giữ, cải tạo, giáo dục cho cái đầu óc của bọn chúng sáng ra. Hơn 96 triệu dân thì chỉ có hơn 790 mấy thằng với mấy con điên gọi là dân chủ cuội, các nhà đấu tranh dân chủ cuội, dâm chủ cuội này đó, bị bắt vì cái tội đấu tranh mà không đúng đường lối, đấu tranh chống lại đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội, phản lại chính quyền địa phương. Riêng cơ bản nhất mà các vị đấu tranh ấy, đã sai đường lối rồi. Các vị đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đó là sai. Kêu gọi mọi người xuống đường biểu tình, cầm cờ cầm quạt, dùng hình ảnh của Tổng thống Donald Trump và cơ của nước Mỹ để tham gia biểu tình ở tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2018. Điều đó đã vi phạm pháp luật, đã là phản quốc rồi. Hello Văn Hiến. Riêng Dương Bi không phản đối mọi người đấu tranh, nhưng mà đấu tranh chống những cái sai, cái luận điểm sai trái, những cái quan điểm duy ý chí phản cách mạng là Dương Bi ủng hộ. Ủng hộ đấu tranh chống cửa quyền, tham ô tham nhũng, kéo bè kết đảng. Dương Vị ủng hộ cái đó, ủng hộ luôn cho những người đấu tranh chống lại những cái bất công. Kể cả đất đai, môi trường hay cái gì vân vân, Dương Vị vẫn ủng hộ. Nhưng các bạn đấu tranh phải đấu tranh cho đúng. Còn các bạn đấu tranh như ông Kình á, cha con Kình ấy, thì trở thành dân chủ cuội. Như đám Đồng Tâm á, thì không được rồi. Đó là dân chủ cuội. Riêng cái dân chủ cuội ở trong nước rất là nhiều. Dân chủ cuội về chính trị, hiến pháp, BOT, đất đai, môi trường, cái đó Dương Vi nhắc rất là nhiều. Có ít xít ra nhiều, xuyên tạc. Nếu mà chính quyền ở tại địa phương các bạn, các vị làm không tốt, các vị có quyền khiếu nại đến tại cơ quan chức năng, đến gặp lãnh đạo các địa phương đó trình bày trực tiếp. Nếu mà không đáp ứng, không giải quyết thỏa đáng, các vị có quyền làm đơn
khiếu nại, khiếu kiện. Chứ không các vị hơi tí hở ra là chửi Đảng Cộng sản, chửi Quốc hội, chửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đòi lật đổ Đảng Cộng sản. Các vị làm được không? Mà tôi nói cho các vị biết, nếu mà không có Đảng Cộng sản thì không có cái đám ba que này. Riêng cái cờ ba que các vị tự hào ở đâu? Chỉ là cái khăn trải bàn mà ngày trước từ thời vua Thành Thái á, cho quân thần đi sứ sang Pháp. Cái tàu á, trên bao tàu không có cái lá cờ nên người ta không cho tàu của cái đoàn đi sứ sang Pháp này cập bến nha. Thì bắt buộc phải ở biển, ở giữa biển lênh đênh gần cầu cảng. Sau các vị quan lại không còn cách nào khác, nghĩ ra cái khăn trải bàn là màu vàng, mà thời đó vua quan đều toàn dùng màu vàng với màu đỏ là màu chủ đạo. Cái khăn trải bàn là màu vàng. Cho người may thêm 3 đường chỉ đỏ nữa, treo lên trên bong tàu, từ đó có cái cờ. Thì người ta cho cái đoàn tàu đi sứ sang Pháp cập bến. Qua quá trình đó, quay trở lại Việt Nam, cái đoàn đi sứ trình bày lại với vua Thành Thái. Từ đó vua Thành Thái lấy lá cờ đó treo, trở thành cái treo lên, trở thành cái cờ, gọi là cờ của đất nước. Nhưng thực tế đó là cờ nô lệ. Từ cái thời điểm đó có cái cờ ba sọc này này, đó là nô lệ cho Pháp rồi. Nô lệ cho Pháp. Tiếp đó đến thời Mỹ Ngụy, thằng CIA nó bơm vào cái đít của Ngô Đình Diệm. Và từ đó, sau 1954, tức năm 1956, là cái kéo cái cờ ba sọc đó lên. 1954 kéo cái cờ ba sọc, chia cắt hai miền Nam Bắc, lại làm cái cờ đó, lại làm nô lệ cho đế quốc Mỹ lần nữa. Hơn 80 năm làm nô lệ, làm khổ sai nhân dân khổ cực cho đế quốc Pháp, cho thực dân Pháp. Tiếp đó lại đế quốc Mỹ. Như vậy á, bây giờ các vị lại đưa cái ông Đào Minh Quân bịp bợm dở hơi đó phải đòi trưng cầu dân ý. Tổng thống Donald Trump ủng hộ, ai ủng hộ? Ủng hộ đâu, văn bản đâu, văn kiện đâu, mà trưng cầu dân ý ở đây ai? Cụ thể ai ký, ai ủng hộ? Những lá phiếu đó ở đâu? Đó là cái việc làm mà bọn chúng tuyên truyền xuyên tạc, láo toét, lừa đảo bịp bợm để kiếm tiền. Cái đám Tân Thái Benny Trương cũng vậy. Rất là nhiều người nhé, Dương Vi theo dõi rất là nhiều diễn đàn của bọn phản động. Vâng, chào chị Thanh Ngọc Nhiên. Trong 3 năm qua có nhiều người trước đó từng chống đối lại Đảng, Nhà nước, chống lại chính quyền nhân dân. Nhưng sau khi anh em họ hàng và nhiều người, người ta về Việt Nam tham quan du lịch, thì người ta đã thôi cái ý tưởng chống phá Đảng, đòi lật đổ chính quyền.
và thậm chí những người đó đã tích cực đầu tư vào Việt Nam để phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở, quay lại quê hương, làm giàu cho quê hương đất nước. Nhưng ngược lại, còn những cái kẻ suốt ngày ra giả trên mạng, như cái đám Việt Tân cũng vậy, mà hiện tại có 16 cái đài phản động ở hải ngoại ngày đêm tuyên truyền xuyên tạc, không kể những cái đài dư luận gọi là xuyên tạc viên của cái đám ba que ba sọc với Việt Tân, những cái đài chính thức RFA, BBC, Việt Lai, Việt Ngữ đấy, những cái đài đó, SABT các thứ rất là nhiều, ngày đêm tuyên truyền xuyên tạc. Nhưng mà khổ nỗi có ít xít ra nhiều, có cái nào là sự thật đâu. Riêng cái việc mà bọn chúng làm trong năm 2018 đã đưa cho mấy trăm người vào tù rồi. Bước qua năm 2019 tiếp tục xử mấy chục người nó vào tù. Bọn chúng ở hải ngoại, bọn chúng kêu gào như vậy, bọn chúng được tiền, tiền từ cộng đồng những người ba que, cái đám già ăn tiền que phe không làm gì, tự sướng với nhau, mỗi người nhụt cho 5 đồng 10 đồng để cho cái đám xuyên tạc viên nó tự sướng để bọn nó vui, là thứ nhất. Thứ hai, bọn chúng kiếm tiền trên YouTube, đấy là việc làm bọn chúng thường xuyên làm. Riêng Tân Thái ngày 10 tháng 6 2018 nói bảo nếu mà đợt này anh em đấu tranh ở trong nước không lật đổ được Đảng Cộng sản, không thay đổi được chế độ, Tân Thái sẽ không livestream nữa. Tân Thái hứa Tân Thái sẽ tự treo cổ với Benny Trương, hai người tự sướng với nhau từ đêm 9 sáng qua sáng ngày 10. Nhưng mà cuối cùng có tự tử đâu, có hứa như lời hắn nói đâu. Vâng, chị Thái Ngọc Nhiên, riêng Đông Tà là cái thằng xuyên tạc, thằng mất dạy nhất. Nhưng cái hình thức đấu tranh của nó xuyên tạc, bịa đặt như vậy, mà nó bố láo như thế, thì nó đấu tranh cho ai, nó đấu tranh kiểu gì, làm sao làm cái công tác dân vận được như thằng Cộng sản, làm sao mà lật đổ được Đảng Cộng sản. Mà Dương Vy cũng nói rất là nhiều rồi các anh chị em ạ, riêng cái đám ba que, cái đám Việt Tân Dân Chủ Cuội làm được cái công tác dân vận được như những con người của Đảng Cộng sản thì mới có cơ hội trưng cầu dân ý, mới có cơ hội lật đổ được Đảng Cộng sản đó. Còn việc ba sạch của Lisa Phạm với tên Phạm Huỳnh Huy Đức đấu tranh theo cái kiểu hình thức khủng bố, thì riêng những người Cộng sản Việt Nam á, những người lính, những người chỉ huy của những người lính đó, người ta đủ khả năng để tóm gọn các mẻ lưới của các vị xâm nhập vào Việt Nam. Và trước khi xâm nhập vào Việt Nam, người ta đã có cái hình thức để bắt rồi, mà minh chứng từ năm 1982 cho đến năm 2002 Phạm Huỳnh Huy Đức cũng bị bắt, sau đó chạy trốn qua Thái Lan. Mà ngày trước nha, Lisa Phạm này với Phạm Huỳnh Huy Đức cùng xâm nhập vào Việt Nam là cánh tay phải đắc lực của Nguyễn Hữu Chánh, mèo mả gà đồng với nhau, có đồng tính luyến ái đó. Bây giờ
hai người không hợp nhau, Phạm Huỳnh Minh Đức sau này bỏ trốn rồi lấy vợ, tự nhiên lấy vợ, con này đi chuyển giới, thằng Lisa Phạm Trần Ánh Hồng này đi chuyển giới về trở mặt sau các diễn đàn, có nghĩa là không xuất hiện, không chui vào diễn đàn của nhau mà thậm chí chửi nhau, cạch mặt nhau. Nhưng tóm lại bọn này muốn ba sạch còn lâu, sạch nhá, sạch một đống phân trâu, 9 đống phân bò, 12 đống phân lợn. Cái ba sạch của cái đám Lisa Phạm với Phạm Minh Đức này, thêm cái triều Đại Việt bịp bợm này nữa. Đấy. Ôi trời, vì cái này nhớ lâu lắm, bởi vì bọn chúng á làm những cái chuyện mà trời không dung đất không tha, sao là bọn chúng xuyên tạc như vậy. Dương Vi phải nhớ những cái gì mà bọn chúng đã từng làm. Còn ở trong nước bây giờ có Nguyễn Thùy Dương, mà ở trên trang cá nhân Facebook Dương Vi cũng đăng. Riêng Nguyễn Thùy Dương này này, trong đợt tiếp xúc cử tri tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh á, có nhiều cái nói cũng đúng, nhưng nhiều cái Nguyễn Thùy Dương đã xuyên tạc đảng, nhà nước. Nhưng cái này này xuyên tạc ngay chính Mặt trận Tổ quốc quận 2. Quận 2 hay quận 8 này, Dương Vi không nhớ rõ lắm, bởi vì sau khi nghe nó nói tức điên lên sôi cả máu. Đấy là việc hắn xuyên tạc xuyên tạc về Mặt trận Tổ quốc. Còn việc nữa lợi dụng đấu tranh cho việc đất đai, quay ra nói đến quân đội tham ô đất của người dân, mà đất quốc phòng người dân đã lấn chiếm trước đó, người ta quy hoạch rõ ràng hẳn hoi, trên bản đồ nó có, mà quay ra quy chụp quân đội, xong quy chụp một số tổ chức làm quân đội đã chiếm đất. Như vậy á, khẳng định rằng Nguyễn Thùy Dương này là một mụ phản động cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì trong cái quá trình Dương Vi theo dõi Thùy Dương này, theo dõi ở trên không gian mạng này nhé, thì làm những cái live stream đều xuyên tạc về đảng, nhà nước, xuyên tạc chính quyền địa phương, chỉ trích cán bộ người này người nọ, chỉ trích nó thâm tệ hơn con bé Cát Linh. Mà hai đứa này ấy, giỏi thì sao không ngồi vào làm đại biểu quốc hội đi, không làm lãnh đạo của một huyện hay một tỉnh nào đó. Vâng, Lưu Xuân Trường ở Thủ Thiêm quận 2. Mọi người có thể vào xem lại cái bài phát biểu hôm tiếp xúc cử tri 8 tháng 6 rồi đó, đăng trên trang cá nhân của Thùy Dương, mà đăng trên YouTube rất nhiều, mà cái đám phản động chia sẻ rất là nhiều bài viết cái bài phát biểu của Nguyễn Thùy Dương. Riêng cái đám dân chủ cuội đất đai này, từ trước đến giờ Dương Vi chưa thấy bọn chúng nói cái nào là sự thật cả. Từ vụ trảng bom Đồng Nai
cho đến cái vụ hai ba vụ ở Hà Nội, cả vụ ông Kình, cha con ông Kình á, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác, thậm chí cả đại biểu quốc hội còn bị bọn chúng lợi dụng, qua mặt đến họp quốc hội còn công bố công khai ủng hộ bọn chúng, mà đến bây giờ lật lộ tẩy ra đại biểu quốc hội còn không có lỗ để chui xuống. Cái đó là cái lừa đảo mị dân, mị cả đại biểu quốc hội. Mà tại sao mấy cái ông đại biểu quốc hội đầu bạc ấy, đầu bạc rồi còn bị cái đám dân chủ quậy đất đai này lừa đấy đó, với cái đám BOT này nữa đấy, như như cái vụ ở Hòa Bình cũng BOT. Tại sao chính phủ, chính quyền địa phương người ta vào cuộc bắt buộc doanh nghiệp người ta phải làm thế nào để thuận lợi cho người dân ở khu vực, còn các BOT khác chính quyền địa phương người ta không vào cuộc? Bởi vì các vị làm không đúng, vâng, chào chị gái thân yêu chị Vi Nga. Với những cái việc ở trong nước nhiều dân chủ cuội như vậy á, thì cái đám phản động ở hải ngoại nó lợi dụng vào cái vấn đề đó để là kích động, lôi kéo tham gia vào cái không gian mạng để bọn chúng livestream kiếm tiền, cho bọn chúng làm xáo trộn cái tình hình đất nước, làm cho hoang mang dư luận. Đối với những người tiếp xúc với cái bọn đó nhiều á, tư tưởng lập trường không vững vàng sẽ bị ngã, bị lung lay và nghe theo bọn chúng. Trừ những người thường xuyên đấu tranh phản biện chống lại bọn chúng thì Dương Vy khẳng định là có rất ít người không lệch lạc cái tư tưởng thôi. Những người đó Dương Vy có thể điệp tên nhưng không tiện nói ở trên đây. Đấy. Đếm trên đầu ngón tay thôi những người đấu tranh phản biện mà cái tư tưởng người ta không lệch lạc. Bọn chúng sử dụng tâm lý chiến mà tất cả các diễn đàn của bọn ba que, bọn Việt Tân ở hải ngoại, kể cả các đài Việt Lai các thứ, bọn chúng khẳng định chơi cái chiêu bài mưa dầm thấm lâu, đó là tâm lý chiến đó, để làm cho người dân người ta tin tưởng, từ đầu tiên là không tin mà thậm chí căm ghét, sau đó dần dần đến tin và nghe theo và hưởng ứng ủng hộ. Cái đó có, đã từng có và xảy ra. Bọn chúng xuyên tạc về tất cả những cái mặt trái mà hầu như quốc gia nào cũng có, như là về môi trường, thực phẩm, về quản lý điều hành của đất nước, về tài chính, về ngoại giao, tất cả các lĩnh vực bọn chúng đều tham gia vào đó, thậm chí cả văn chương, những các nhà văn nghệ sĩ còn bị bọn chúng mua chuộc lôi kéo nữa cơ mà, huống chi là người dân, đúng không? Cho nên á, Dương Vy không biết nói gì hơn, khuyên người dân, những người nông dân như Dương Vy này phải hết sức cảnh giác và tỉnh táo trước những cái âm mưu thủ đoạn sử dụng tâm lý chiến của các thế lực phản cách mạng ở trong nước cũng như hải ngoại, đặc biệt là cái đám Việt Tân. Thêm vào đó nữa, những cha mà được đào tạo tại Vatican qua Mỹ CIA đào tạo lại như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Duy Tân, đấy là những kẻ đã được CIA đào tạo lại để trở lại Việt Nam để làm sao?
lợi dụng vào vấn đề tôn giáo, chia rẽ dân tộc. Sau đó là hoang mang dư luận, lôi kéo kích động để thành lập ra những cái đảng phái chính trị. Âm mưu của bọn chúng là như vậy. Đảng, nhà nước và chính quyền các địa phương người ta biết rõ cái điều đó. Nhưng trước khi người ta xử lý, người ta phải cảnh tỉnh, cảnh báo với mọi người, đặc biệt là người dân ở những nơi xa, đồng bào công giáo. Công giáo hay lương giáo đều là những công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đều là những công dân tốt. Nhưng nhiều người do tiếp xúc với những thành phần phản động này quá lâu, bị lôi kéo, bị nhồi sọ, nên đã có hành vi chống lại đảng, nhà nước. Nói riêng, nói về cái đám dân chủ cuội này, cái ý thức hệ của bọn chúng không bằng một đứa trẻ lên 3, lên 7 cứ dụ dỗ cho kẹo, cho đường là bọn chúng tin và nghe theo, lôi kéo được một người, một người, từ một người bọn chúng lôi kéo 5-7 người. Đấy, riêng Daniel Modern đó, là một người ở Pháp nhé, năm 2018 có về Việt Nam và tham gia live stream kêu gọi đòi đa nguyên đa đảng, kêu gọi đòi quyền lợi dân sinh dân chủ. Nhưng sau quá trình ở Việt Nam lâu dài và được tìm hiểu thì biết về những cái vấn đề Việt Nam, thậm chí cái cuộc sống người dân Việt Nam còn hơn ở bên Pháp, nên từ đó thôi không làm livestream nữa, từ bỏ ý tưởng đòi đa nguyên đa đảng mà cảm thấy cuộc sống ở bên Việt Nam tốt đẹp hơn. Đấy là Daniel Modern, mọi người đều biết đấy. Nếu mà lật đổ được Đảng Cộng sản á, thì ngày trước cái tổ chức của Hoàng Cơ Minh á, đã lật đổ được Đảng Cộng sản rồi. Hắn ở Mỹ qua Thái Lan đào tạo ra bao nhiêu người, mà ở trong nước có bao nhiêu người ủng hộ hắn, thậm chí sẵn sàng là làm cái nơi để đồn trú quân cho hắn, mới ém quân cho hắn. Hắn xâm nhập qua Thái Lan vào Việt Nam, Đông Tiến 1, Đông Tiến 2 đều bị thất bại. Lúc đó nha, năm, mọi người nên nhớ, năm 1982 cho đến 1989 giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn còn xảy ra chiến tranh ở các tỉnh biên giới phía Bắc. Mà cái giai đoạn đó đất nước Việt Nam còn rất là khó khăn, rất là nghèo nàn, thậm chí ăn không đủ no, mọi thứ đều đầu tư vào chiến tranh, con người, vật lực, của cải đều dồn lên các tỉnh biên giới phía Bắc và giữ khu vực Tây Nam. Làm nhiệm vụ quốc tế bên Campuchia, đất nước rất là khó khăn trong cái giai đoạn, cái hoàn cảnh đó. Mà cái tổ chức đào, cái tổ chức của Hoàng Cơ Minh lúc đó rất là mạnh, còn không làm gì được, không xâm nhập được vào Việt Nam. Bởi vì sao? Bởi vì quân dân, cái lực lượng an ninh là lực lượng chủ đạo, người ta tiêu diệt cho đến những kẻ cuối cùng, thậm chí bộ đội biên phòng, người ta đã không cho cái đám phản động nó có cái cơ hội để manh nha bước chân vào Việt Nam, để xáo trộn cái đất nước Việt Nam thêm một lần nữa.
Chứ là bây giờ chiến tranh không có, dân giàu nước mạnh, an ninh chính trị trong nước hầu như giữ vững ổn định, không có giặc ngoài, chỉ có thù trong, chỉ có đám ba que, cái đám bịp bợ với cái đám dân chủ cuội trong nước muốn xáo trộn đất nước, muốn làm cuộc cách mạng màu, hay là muốn kêu gọi thanh niên, sinh viên, thanh niên, học sinh ở Việt Nam xuống đường như ở bên Hồng Kông. Xin lỗi đi, bên Hồng Kông nó là khác, cái hoàn cảnh chính trị, kinh tế của Hồng Kông nó khác Việt Nam. Hồng Kông là một đặc khu, ngày trước là khu tự trị, bây giờ sát nhập vào Trung Quốc, mà nó có rất là nhiều vấn đề. Nên là cái phong trào sinh viên, học sinh sinh viên ở bên Hồng Kông á, nó mới mạnh được như vậy. Không hợp với cái lối sống, cái văn hóa và cái khu tự trị của nó từ trước đó. Bởi vì trong cái quá trình là một đặc khu kinh tế từ nước Anh nó trao trả lại, nó đã có một cái quá trình lịch sử lâu dài và con người quen sống theo cái nếp sống đó. Thì bây giờ giữa sáp nhập giữa Hồng Kông với Trung Quốc như vậy thì nó có nhiều cái luật pháp gây cản trở, cùng với cái sự can thiệp quá sâu vào cái nền kinh tế chính trị của Hồng Kông từ đại lục, từ Trung Quốc đó, làm cho người dân, đặc biệt là cái thế hệ trẻ, kìm hãm sự phát triển của bọn trẻ này. Nên là bọn trẻ đã đấu tranh chống lại những cái quan điểm mà bên Trung Quốc người ta áp đặt cho. Hơn nữa cái vụ bầu cử nghe nói có gian lận, đó chính là cái tiền đề để cho người dân Hồng Kông người ta đứng lên đấu tranh. Bên Pháp thì sao? Bên Pháp người ta đấu tranh đòi có một chính phủ minh bạch, đòi có một chính phủ phải lo cơm áo gạo tiền, nó như chính phủ Việt Nam. Thậm chí nó còn yêu cầu chính phủ Pháp phải minh bạch như chính phủ Việt Nam cơ mà. Và rất là nhiều quốc gia trong cái thời gian vừa qua đấu tranh cầm theo lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam, đó là biểu tượng về hòa bình, về tự do, về sự phát triển. Vâng, chào chú Trúc Phan, chào Nguyễn Thị Hồng Loan. Đấy là những gì Dương Vi muốn nói với mọi người. Còn thực tế ra cái đám ba que với đám dân chủ cuội ở trong nước nó chưa làm được gì. Nhưng người dân á, phải cảnh tỉnh, phải xem lại những cái hành động của mình trước khi mình lên diễn đàn hoặc là kêu gọi người dân tham gia những cái việc này việc nọ, hoặc là mình tham gia vào những tổ chức này tổ chức nọ, từ những cái tổ chức phi chính phủ nhé, kể cả tham gia vào những cái việc bán hàng đa cấp các thứ đều bị bọn chúng nhồi sọ đấy, cả bảo hiểm cũng vậy. Bây giờ rất là nhiều người lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cái đó tài sản mất đi còn kiếm được, còn lừa đảo về chính trị, cái tư tưởng các vị bị tẩy xong là vi phạm pháp luật, từ đó cuộc đời các vị tăm tối mịt mù, chỉ có tự mình quăng đời vào bụi rậm. Đó là những gì mà những người đấu tranh, nhiều người đã mắc phải. Và Dương Vi hôm qua có ở trong diễn đàn Châu La Khải, có một người vợ cũng tham gia vào cái đấu tranh xuống đường biểu tình Ba Sạch
năm 2018 mà bị bắt. Người này ở Đắk Lắk, chồng cũng tham gia vào cái phong trào đó rất là mạnh. Nhưng sau khi vợ bị bắt và đến nay ấy, đã rút được kinh nghiệm và rất là nhiều bài học. Ngược lại người này bây giờ quay ra chỉ trích cái đám Tân Thái, Benny Trương, Phạm Huỳnh Huy Đức, Kê Rô, Sơ Đào, Ánh Chi, Thùy Dương hay Mô Mì Sa, Trúc Hoàng Lê, các thứ đều bị hắn chỉ trích hết. Nói lừa đảo để người dân vào tù khổ sở. Nên là mọi người hãy cảnh tỉnh lại. Và người đó đi nhiều diễn đàn đã cảnh tỉnh được rất là nhiều người. Dương Vy phải ghi nhận người đó biết quay đầu lại là bờ. Vâng, Dương Vy xin kết thúc cái diễn đàn này ở đây. Lúc nào Dương Vy lại tiếp tục làm diễn đàn sau. Chúc mọi người có một buổi tối thứ hai đầu tuần thật vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Tạm biệt mọi người.